Nghe tên hay không? Cricket và Lego đa phần nó giống nhau ở chỗ là số kéo dài. Cricket thì nó có nút vòm, nút mờ là một, có suy hô hấp, có tổn thương đa cơ quan, nó có cái hồng ban ở da, có đau cơ, đau khớp. Rồi còn Lego thì sao? Nó có tổn thương gan, tổn thương thận, vàng da, tiểu niệu. Tổn thương gan là gì? Vàng da, tổn thương thận là gì? Tiểu niệu. Còn về tác nhân thì có gì hay? Về tác nhân của sản phẩm Lactospira là tác nhân gây bệnh là gì? Interleukin. Lactospira interleukin nó thuộc vào, nó được xếp vào ở đâu các em? Nó đâu ở trong một cái sơ đồ cây của nhiều loại vi khuẩn. Nó là thuộc vào sắn khuẩn. Nó là spino gì? Nó là sắn khuẩn, hồi nãy mình có nói đến rồi đó. Thì trong cái sản phẩm đó, nó sẽ được chia ra là cái gì? Thôi là gì mấy đứa? Treponema pallidum. Không quen hả? Không quen luôn. Giang mai. Ôi lộn. Cái gì? Không phải giang mai. Phải giang mai không? Phải. Không phải giang mai. Giang mai. Giang mai không phải giang mai. Ta giải bộ loạn một cái là tụi nó cũng loạn theo. Giang mai không phải giang mai. Giang, hồi chưa em chưa học giang mai luôn hả? Ủa, học gia liễu chưa? Tại vì trong chương trình module lần này không phải có giang mai. Thì cứ nghĩ là tụi em đã được học bên gia liễu rồi. Giang mai ha, thuộc nhóm sản phẩm. Bên cạnh đó còn có gì? Borrelia cũng là sản phẩm. Rồi nó nằm Lactospira, hãy nằm rút lúc ở đây nè. Là tác nhân của bệnh sản phẩm Lactospira là interleukin. Rồi thuộc bộ này Spino Hepales và thuộc họ Lactospiracea. Thì Lecto trong đó tất cả các loài thì mấy em còn lưu ý đến là Lecto, Spira, Interrogan thôi, Interrogan thôi ha. Còn các loài khác thì không có gây bệnh nên thành ra mình không có nói đến. Ổ chứa của nó là ở đâu, nguồn ổ của nó ở đâu? Là ở trong ống thận của động vật hoang dã và súc vật nuôi gần người. Những cái người mà đi rừng á, làm rừng á, ha, làm nông á, thường hay mắc những cái tác nhân này. Cái tụi em ở thành phố thì đâu có gặp đâu. Rồi Lactospira có trong nước, hạt đất ẩm ướt ở những cái nơi mà những cái động vật này nè, những cái súc vật này nè, nó tiểu ra, nó nhiễm vào, thì nó sẽ vi khuẩn Rickettsia nó sẽ xâm nhập vào da qua những cái vết xước hoặc là những cái vết tổn thương ở niêm, hoặc đôi khi nó phải chui qua lỗ chân lông của da bị ngâm nước. Và nhiễm sắn khuẩn vào trong người, trong bệnh nhân. Đây là hình ảnh của sắn khuẩn ha, đây là hình ảnh của Lactospira. Cái góc này nói chuyện quá trời. Không nói gì không tụi em? Đặc điểm vi sinh nó có gì đặc biệt? Đây là hình ảnh của nó ha, đây là hình ảnh nhựa gan dựng những cái gọi là cái hiển vi điện tử trên có cái nền đen á, họ sẽ nhìn thấy đây là hình ảnh của sản phẩm. Giống gì? Giống cái sợi mì đúng không? Giống sợi mì, nó là những cái vòng sắn rất là gần nhau, không có sắn gì nè. Còn cái con mà giang mai á thì nó sẽ là những cái vòng sắn mà hơi xa nhau một tí, thế nó không có sát nhau giống như con Lactospira. Và nó sẽ di chuyển bằng cách nào? Đầu tiên em sẽ thấy nó dài thẳng lọn. Cái phi của nó gọi là cái bề ngang của nó thì lại rất là mảnh, đâu có khoảng 0.1, 0.2, 0.3 micromet thôi. Vừa dài lại mảnh. Và ở hai đầu á thì nó lại có hình móc câu, một hai đầu cong như móc câu. Cấu trúc của nó thì đây là một cái cấu trúc mà cắt ngang, cái này có chút cắt dọc, cái này có chút cắt
ngang. Thì có dấu vắt ngang em sẽ thấy là cái gì? Ở ngoài cùng của nó sẽ là nó giống như là vi khuẩn gram âm gì đó tụi em. Nó sẽ có cái lớp outer membrane, cái là màng ngoài. Màng ngoài sau đó nó sẽ tới là peptidolican ha. Peptidolican và nó sẽ gọi cái phức hợp màng ngoài và peptidolican này là cái gì? Phức hợp peptidolican màng ngoài. Và nó khá là dày, 3 đến 5 lớp ha. Rồi tiếp theo là những cái trục bào tương hình xoắn ốc là cái màu trắng này nè. Và nó sẽ xoắn, nếu mà cắt giật thì em sẽ thấy nó như thế này. Đây, từ đầu tới đuôi ha. Và tiếp theo là lượng sóng hai nội bào tim mao ha. Hai nội bào là cái hình đỏ đỏ. Cái tim mao á, cái flagella motor nè, là tụi em sẽ thấy là nó màu đỏ. Và nó sẽ lượng sóng xung quanh cái trục bào cương liên tục như vậy. Và khi và nhờ chính là cái cấu trúc của nó mà nó sẽ di động được, là khi một hình ảnh này là hình ảnh chụp lần lượt quá trình di động của Leptospira, thì nếu một cái đầu đầu tiên á nó co lại, nên móc cái đầu tiên nó co lại thì bắt đầu á nó mới kéo theo nó kéo cái sợi flagella nè, nó mới kéo lại, xong rồi nó xoay và nó làm cho con vi khuẩn tiến lên phía trước ha. Đó là lý do mà tại sao nó là sóng khuẩn. Và nếu em quan sát với cái niệm vi thì em sẽ thấy nó di động theo hình sóng khuẩn vậy nè. Rồi sức đề kháng nó có gì đặc biệt không? Không, chúng rất mỏng manh ha. Sức đề kháng cũng bình thường, không có gì lưu ý. Và tính chất nuôi cấy thì nó cần phải có nhiều chất dinh dưỡng mới thể nuôi cấy được, và nó cần có axit béo chuỗi dài cung cấp năng lượng. Và tính chất vi sinh thì nó là hiếu khí tuyệt đối, oxida dương, catala dương, peroxida dương ha. Và những cái môi trường mà cần rất là nhiều dinh dưỡng ha, còn 10% huyết thanh thỏ, rồi môi trường TA gần có swing tắc hôi, đây là những môi trường giàu dinh dưỡng để có thể nuôi cấy được. Và đây là vi khuẩn có thể nuôi cấy được trên môi trường nhân tạo. Thời gian nhân đôi là 12 giờ. Một vi khuẩn bình thường nhân đôi là bao nhiêu giờ em biết không? Đối với E. coli bình thường nhân đôi là 20 phút. Có là một con mà nó nhân lên thành hai con là trong 20 phút. Mà cái con nhân đôi, cái thời gian nhân đôi của vi khuẩn này là gì? 12 giờ nó mới đẻ ra một con mới. Tuberculosis lao đó 24 giờ nó mới nhân lên một con mới. Khi cái thời gian nhân đôi nó chậm thì em nghĩ gì? Cái việc tăng sinh nó sẽ rất là chậm và việc nuôi cấy và phát hiện được cái khúc khuẩn lạc nó cũng sẽ chậm hơn. Vậy thì sao? Trễ nãy chứ là sao? Lâm sàng có chờ nổi đâu Rồi tạo vòng mờ nó thành thử ra tuy nó nuôi cấy được trên môi trường nhân tạo, nhưng mà vì cái thời gian nuôi cấy nó lâu quá đi, thành ra người ta sẽ phải sử dụng những phương pháp chẩn đoán nhanh hơn để mà giúp chẩn đoán. Tạo vòng mờ trong môi trường bán lỏng sau một tuần, thấy không? Bình thường là bao nhiêu lâu chị cho tụi em coi kết quả cấy? Một ngày. Thì con này đến tầm một tuần Rồi cấu tạo kháng nguyên không có gì đặc biệt, tụi em về đọc sai chị nha. Về bệnh thì có gì hay không? Đây đưa cho cái này đi ha. Nó sẽ nhiễm qua cái gì tụi em? Mình tiếp xúc với cái nguồn nước, nguồn đất mà có nhiễm nước tiểu của tác nhân, nước tiểu mà chứa của con động vật hoang dã hoặc gia súc mà có chứa mầm bệnh, đúng không? Nó nhiễm mô mô và niêm mạc mô và những cái chất da mà bị trầy xước á, nó nhiễm vào. Thì sau khi nhiễm vào xong thì nó sẽ ủ bệnh khoảng tầm đó 1 tuần đến 2 tuần. Sau khi ủ bệnh xong á, biểu hiện lâm sàng có biểu hiện là sốt cao cấp tính, sốt cao đột ngột, lạnh run, nhức đầu đau cơ giống như cái da giống tiếp tục buồn nôn mắt đầy gàn, sau đó rồi nó mới đến tổn thương gan thận và tụy thận và nó sẽ có khoảng đâu đó 3 ngày là không có triệu chứng gì hết, rồi bắt đầu đến triệu chứng rầm rộ có nghĩa là giai đoạn này nè, giai đoạn là sốt cao đau đầu đau cơ lạnh run nè, giai đoạn khoảng đâu đó tầm 7 ngày đến 10 ngày
rồi tới 3 ngày cuối rồi bắt đầu nó giảm triệu chứng đi, thì mình sẽ nghĩ sao đó là thực tế lâm sàng thấy nó giảm triệu chứng, em nghĩ là em điều trị đáp ứng hoặc là em nghĩ là bệnh nhân hết bệnh. Nhưng thực chất không, sau 3 ngày lại bùng phát lên triệu chứng lại ha. Và lúc này nó có những cái biểu hiện của gan thận rầm rộ, tổn thương gan, tổn thương thận rầm rộ lên. Và giai đoạn này là giai đoạn xuất hiện miễn dịch. Giai đoạn này á, em chỉ nhìn thấy con vi khuẩn mà thôi ha. Nhưng mà cái giai đoạn này em có thể xét nghiệm được kháng thể của nó á, là giai đoạn sau. Giai đoạn sau nha. Và giai đoạn này là thông thường người ta sẽ sử dụng nước tiểu để mà xét nghiệm tìm kháng thể. Tìm vi khuẩn khó quá. Thật ra thì máu dịch nội tụy có thể tìm vi khuẩn, tuy nhiên xác suất tìm rất khó. Nên đó lý do mà người ta giờ người ta làm những xét nghiệm miễn dịch hơn. Đây là những cái giai đoạn, những cái biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân ha. Tổn thương gàn, đầy gàn ha. Rồi tổn thương gan gây vàng da ha, cái mạc mắt vàng thấy không? Rồi. Về điều trị thì cũng không có gì đặc biệt hết. Mấy câu này á, quan trọng là tụi em chọn ráng ra chứ. Điều trị nó không phải là khó ha. Cứ điều trị theo lê lai phác đồ thôi, là penicillin liều cao, truyền tĩnh mạch à, đúng phác đồ như đó này là ổn ha. Quan trọng là mình phát hiện bệnh và ngăn ngừa biến chứng của bệnh nha. Còn mấy cái con như nhóm bài đầu tiên như vậy á, là dù em có phát hiện ra nó thì em vẫn khó khăn trong việc điều trị nó. À, bệnh nhân này lâu quá rồi, suy thận nè, đi ghê suy thận. Bạn có thắc mắc gì không? Bài đến đây là kết thúc rồi.